Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán của em. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta có một cái phiên giao dịch mà nó khá là khó nói đúng không? Đầu tiên thì rất là nhiều người nghĩ về cái kịch bản đẹp đó, bởi vì những cái nhóm cổ phiếu đầu cơ cao, ví dụ như là gì ạ? Bất động sản, ví dụ như là những cổ phiếu penny được kéo rất là mạnh ở đầu phiên, nên là về kịch bản chúng ta nghĩ thì không ai theo một kịch bản như ngày hôm nay cả đúng không? Tổng kết phiên ngày hôm nay thị trường giảm đâu đó khoảng 10 điểm và cái khối lượng, cái thanh khoản nó cực kỳ là lớn. Hôm nay nó khoảng 10 giao dịch hôm nay tổng nó khoảng 15.789 tỷ. Thì cứ làm tròn là khoảng 10 10 18.000 tỷ 10 16.000 tỷ đúng không? Là một thanh khoản tương đối lớn so với mọi hôm và số điểm giảm khoảng 10 điểm. Thì thực ra ấy, là cái việc mà nhóm Penny nó lên là trong 2 ngày hôm nay rồi chứ không phải là 1 ngày. Và ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra cái nhận định của em trong sáng nay luôn. Ok, sáng nay thì em có việc một chút, hơi muộn nên là nhận định hơi muộn khoảng 9:43, nhưng mà nó vẫn khá là kịp thời cho mọi người xử lý đúng không? Đấy, để mọi người thể nhìn cái tin nhắn này. Hiện tại cái lúc mà em tư vấn đấy là thị trường vẫn đang ở vùng 1.080 điểm đúng không? Và sao ạ? Cái định đầu tiên này hiện tại đang chạm vào cạnh trên của giao dịch này đúng không? Người nhìn thể nhìn ở đây em có vẽ một cái ở đây, cái ở dưới là phần gap 10 điểm của cái phiên hôm trước đó. Cạnh trên giao dịch khả năng hôm nay nó giảm khoảng 5 điểm về 1075. Thì thực ra thì hôm nay thì em cũng view là thị trường giảm rồi, nhưng mà em cũng không view là thị trường nó giảm một cái cách nó khá là sốc như thế này. Khi mà trước khi bước vào phiên ATC thì mọi người có thể thấy là gì ạ? Là nó là khoảng 5 điểm thôi, về đâu đó khoảng về 1075 thôi đó, nhưng mà cuối phiên thì đạp hẳn về 1070 luôn, có nghĩa là đạp rất mạnh. Ok, thì chúng ta có thể thấy ở đây cái chỉ cái con mà bị con đóng góp vào cái lực giảm ngày hôm nay ấy, có số cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vietcombank và Vinhome đều bị đạp cuối phiên đúng không? Và thực ra cả ngày hôm nay ấy, thị trường đều bị đạp cuối phiên cả đó. Tiếp theo thì cái view của ngày hôm nay của em ấy, em đã biết là thị trường nó đánh nó theo cái kiểu là gì ạ, trong phiên buổi sáng hoặc ấy nó sẽ để cho thị trường nó có thể kéo, có thể thấy thị trường rất là hưng phấn và kéo một số dòng lên, và em nghĩ là hôm nay sẽ chỉnh, chỉnh sẽ chỉnh đúng không đó, và có thể view đánh một số con đánh T0, ví dụ VCI lúc 9 giờ 9 rưỡi, 9 rưỡi 10 giờ như thế thì VCI đâu đó vẫn đang trên giá 33 đó, em lấy ví dụ con VCI đúng không, và mọi người canh bán rồi mua lại vào phiên chiều đó. Nhưng mà thực ra trong phiên hôm nay em không tư vấn mua lại, bởi vì cái chiến lược ban đầu của em trong ngày hôm nay chắc chắn là mua lại, nhưng mà nhìn thấy cái hành động, cái thanh khoản của phiên giao dịch ATC nó như thế thì không thể nào dám mua được đúng không? Đấy, nó có khả năng nó sẽ giảm tiếp phiên ngày mai rất dễ đúng không ạ? Đó, thế nên là chiều nay em chưa có hành động mua lại sau khi mà nhìn thấy cái thanh khoản đột biến như thế. Nó chỉnh kiểu 5 điểm, 7 điểm nó mới thanh khoản nó vừa vừa thì còn ok. Chứ còn đây là một cái thanh khoản rất lớn đúng không? Và nó tiếp tục bán trong phiên ATC thì khả năng phiên ngày mai nó sẽ có những cái mức giá nó ngon hơn đó trong ngày hôm nay. Nên là em để dành cho phiên ngày mai mua. Đó, thì cái ví dụ em lấy ở cổ phiếu VCI là gì ạ? Là bán ở mức giá 33, là mức giá tương đối là cao trong ngày hôm nay. Mọi người thấy là lúc khoảng 9 giờ 9 rưỡi sáng thì VCI chắc chắn là ở trên giá 33 rồi. Để lúc ấy em nhìn VCI em tư vấn mà. Đó. Đó, VCI lúc 9 giờ 9 rưỡi này đấy. Mọi người thấy chưa? 3285 3.9 đúng không? Có nghĩa là có thể bán ngay lập tức bán vào trong ngày hôm nay và trong hôm nay và sẽ mua lại. Đó, và tiếp theo thì hôm qua em bán 55 và HHV. HHV thì em bán giá không được tốt lắm vì HHV hôm nay nó còn lên được giá 14 cơ. Hôm qua em bán được giá 13.9 nhưng mà thôi, không sao. Còn 55 thì đương nhiên rồi. 55 thì em bán hôm qua là ở giá 29.5 ạ. Đó, và hôm nay thì em bán nốt 55 rồi. Hôm qua bán 55 ở vùng giá 29.5 ngày hôm qua. Đó, thì trước cái hôm qua, trước cái phiên hôm qua là bán giá 29.5 đúng không? Cái phiên này thì em có mua lại ở 28.2. Đó. Nó mọi người thấy cái dạo này nó đánh cái linh hoạt một chút, có thể là có một số con nó sẽ rất là mạnh, nó những cổ phiếu penny rất là mạnh, nhưng mà có một còn còn phần đông ấy, nó sẽ giao dịch
nó đã có những cái sự tăng giá nhất định rồi, còn thời gian sắp tới nó sẽ phải điều chỉnh, phải tích lũy nền, nó sẽ biên giao dịch nó sẽ bé lại, nó không còn được như là trước, có nghĩa là được mấy hôm như mấy hôm trước nữa đâu. Đấy, nên là mọi người linh hoạt một chút. Đó, hôm qua bạn năm ha, về 55 rồi, và hôm nay nếu mà có chỉnh thì về 28.5, 28.2. Đó, tiếp theo này, cái thông tin này cực kỳ quan trọng luôn, nó là một cái kinh nghiệm mà bọn em đã thấy là con bot này nó đã làm cái gì. Thì so hiện tại là mua khoảng 177 mã đúng không, có thể thấy ở đây này là trên này là gì, 177 cổ phiếu, 171 cổ phiếu, thì sáng nay khoảng 177 mã rồi, có nghĩa là gì ạ, thị trường nó đang tất cả các cổ phiếu đều lên đúng không, có nghĩa là gì ạ, là cổ phiếu tốt như là Hóa Phát hay là Nam Kim hay là Vietcombank hay là Techcombank đó, hay là cổ phiếu dở như là gì ạ, dở thì em cũng không rõ, gọi penny đi, là penny như là APS, như là EVG đúng không, thì cũng đều lên. Thì nó gọi là giai đoạn vét giáo cuối chợ, nó gọi là diện, nó cho thấy rằng là thị trường nó đang có một cái dòng tiền đầu cơ rất là lớn, và nó có thấy cổ nào đang nằm nền nó sẽ mua đó. Nó rất là nhiều cổ phiếu minh tinh, nó cũng trần như kiểu APG, VPG thì cũng trần đấy đó, nhưng mà đó là cái giai đoạn mà cho thấy chúng ta thấy rằng gì, cái rủi ro nó đang tới gần rồi, bởi vì là bọn em thống kê ấy, thì theo dõi nó khoảng bao nhiêu, khoảng hơn 200 mã, và mỗi khi con số mã mua nó chạm gần lên 180 thì lúc đấy, cái lúc mà con số mua nó chạm được gần cái mốc đấy thôi, thì khoảng vài phiên hoặc là ngay lập tức nó sẽ có sự điều chỉnh đấy. Thế nên là nó là một cái công thức, nó là một cái gì ạ, một cái radar để cho chúng ta biết được là thị trường là gì ạ, đang như thế nào đúng không, nghĩa là đầu sóng hay là cuối sóng đó. Cuối sóng nó thường mua rất là nhiều mã đúng không đó, và ngay ngày hôm nay nó là một cái minh chứng cho mọi người thấy là cái phương pháp này nó đã hiệu quả, và trong sáng ngày hôm nay thì team em đã khuyến nghị chốt rất là nhiều đấy. Ok, trong sáng hôm nay mọi người thấy không, 10:42 em bán DG 13.95, và thậm chí là trong ngày em còn bán tiếp tục, em bán khoảng 6.000 DG nữa ở giá 14.1 trong chiều nay cơ đó. Em chốt phần DG đúng không? Hiện tại thị trường theo đánh giá cuối sóng và penny sẽ hai ngày hôm nay đúng không? Mọi người thấy rất dễ là ví dụ những cổ phiếu như APS này, đó, hay là EDG này, là những cổ phiếu mà có tính chất đầu cơ cực kỳ cao. Mọi người thấy là mỗi khi con này đánh ấy, nó chạy từ giá 8 đến giá 10, nó chạy khoảng 3 cây trần của sàn HNX ấy, là khoảng 3 gần 40% API này. Nó chạy gần 40% trong vòng 3 phiên, thì mọi người phải hiểu là cái mức độ đầu cơ của những con đấy nha. Đó, nếu mà mọi người nếu mà đua trong ngày hôm nay đối với cổ phiếu này, em cứ lấy ví dụ là mọi người đưa mọi là nó xanh 8% đi, thì trong ngày hôm nay mọi người lỗ khoảng đâu đó khoảng 7% trong ngày đúng không? Mọi người thấy là cái mức độ đầu cơ, cái mức độ biến động của những con này nó cực kỳ là lớn, và mỗi khi mà mua sai sai cái sóng của nó cực kỳ là rủi ro đúng không? Đấy, thì ngày hôm nay nó là một cái bằng chứng là cái tư vấn của em đó, là những cái con này có mức độ đầu cơ cực kỳ cao, và mọi người hết sức là cẩn trọng trước khi tham gia những cổ phiếu như này đó, hoặc là họ nhà BCG đi, BCG thì vẫn tốt. Ok, thì tiêu biểu nhất là nhà Anh Lăng, đánh thì khủng khiếp luôn, đánh 3 cái trần và sàn toàn HNX mà sàn trần là 10%, kinh không đó. Đấy, thì hôm ngày hôm nay em chốt DG, chốt tiếp tục chốt thôi, còn DG em vẫn đang cầm. Ok, đó, theo kinh nghiệm ngủ không sợ. Nhưng mà là năm 2022 ấy, là em đánh con này cũng ăn một vài lần con này, là đánh easy nó ăn một vài lần, là cái đoạn là từ từ có giá mười mấy, 15, 16 lên 70.000 đấy đó, thì cũng ăn được vài lần con này đó. Thực ra nó rất là ngon, nó bớt hồi đấy nó được bơm thổi về cái tin nó làm rất là nhiều dự án nghỉ dưỡng này, rồi xin được rất là nhiều đất về địa để làm nhà ở xã hội đó. Ok, người thấy chưa, đây là cái mốc dự báo của soi là ra cái kỳ vọng 1080, nó khá là chuẩn luôn. Thì tiếp theo, phần tiếp theo của video thì có thể cho mọi người thấy cái view của em với thị trường đúng không, thì lúc đầu em cũng nghĩ là chỉnh có thể là nó họ đang hơi quá tay trong phiên ATC một chút, là họ đạp hơi sâu, thì cái kịch bản tốt nhất, nhất cho ngày mai ấy, thì theo em là ngày mai là có thể là một phiên hồi đúng không, có thể là đầu phiên nó sẽ có một cái dư địa giảm nào đó do phiên hôm nay nó tác động lên, nó sẽ giảm một chút, ở đâu đó khoảng 4 đến 5 điểm thôi, 5 điểm thôi, và nó sẽ hồi phục. Bởi vì sao,
vì cái ý kiến của em cho rằng là cái với cái xung lực của tiền tạo để thấy cái tiền nó vào như này đúng không, và cái thanh khoản ngày hôm nay có thể nó lớn nhưng mà theo em là nó chưa đủ để gì ạ, để lái hay là tạo lập hay là cái gì đó phân phối hết một lúc trong phiên hôm nay luôn đúng không, vì là tiền nó vào như này nhưng mà thì một phiên nó không đủ, và thường một cái trend tăng nó khỏe như này ấy, nó sẽ phải có hai đỉnh đúng không, cho nên là kịch bản ngày mai ấy, là sẽ là gì ạ, có thể là bị tác động của phiên ngày hôm nay sẽ tạo ra gap down khoảng 5 điểm, 5 đến 7 điểm rồi hồi phục đúng không, kết phiên đóng nền xanh là đẹp nhất đấy. Còn đối với từng cổ phiếu thì theo em ấy, nếu mà mọi người đang cầm quá nhiều hàng thì có thể là canh trong phiên ngày mai những cái lúc mà thị trường hưng phấn thì mọi người đã chốt phần một phần đúng không, còn đối với những người mà ra hàng như em rồi thì chắc chắn trong phiên ngày mai em sẽ nhắm tới việc mua mua đầu phiên những cái mức giá nó chiết khấu tốt đúng không, và những cổ phiếu em nhắm tới chắc chắn là những cổ phiếu mà nó có hơi có tính chất đầu cơ một chút, ví dụ như là những cổ phiếu bất động sản đi, DG này đó, DG này chỉnh 4%, chỉnh rất là mạnh ấy chứ, thanh khoản to này đó, nhưng mà em theo em là nó cũng chưa phải nó sẽ cắm luôn ở đây đâu, mà thường nó sẽ kéo thêm một cái đỉnh hai, có thể đỉnh hai là nó sẽ ở đâu đó khoảng giá 13.5 thôi, nếu ngày mai mình mua ở dưới giá 13 thì vẫn ăn được đâu đó khoảng 4 đến 5% trước khi nó hết sóng, hoặc là đỉnh hai nó sẽ cao hơn đỉnh một đúng không, ai biết được đó. Thì theo em là sẽ ngày mai em sẽ tiếp tục em mua vào DG, nếu mà có mức chiết khấu tốt có thể là mua thêm một số con cổ phiếu chứng khoán như là VCI đó, nếu mà VCI bị tiếp tục điều chỉnh được về vùng giá khoảng bao nhiêu 31 đến 31.5 thì đấy là một cái điểm mua tương đối là tốt. Ok không ạ? À, còn cổ phiếu khác như là gì? Đó, đích này gần trần này, nó bán cụt đầu xong xuống luôn. Hoặc là Nam Long cũng vậy, Nam Long sẽ nhắm tới một vùng giá mua là 28.5 đến 28.7. Đó, cũng là một cái cổ phiếu rất là mạnh và theo em chưa thể nào mà cắm xuống. Tức là nó sẽ về chân sóng luôn ở đâu, nó là nó giảm liên tục ở đâu và nó thường nó phải kéo thêm một cái đỉnh nữa để nó tiếp tục phân phối hàng ra. Đó thì đó là một cái view chung với thị trường của em, có thể là ngày mai sẽ gấp up nhưng mà phiên hôm nay có thể là chắc chắn phiên nay chắc chắn là một phiên mà có sự phân phối hàng nào đó ở đây rồi, nhưng nó cũng chưa phải là một cái phiên mà kết thúc quá trình tăng tăng đúng không, và nó sẽ phải tiếp tục kéo lên một cái đỉnh hai để làm sao ạ? Để có thể tiếp tục phân phối hàng thì mọi người có thể tận dụng cái nhịp hồi như thế để mọi người cơ cấu danh mục đó. Đối với những người mà cầm hàng quá nhiều thì sẽ canh chốt bớt cổ phiếu, canh thực hiện hóa lợi nhuận, và đối với những người mà gì ạ, đang có thể là chốt sớm rồi thì sẽ canh mua lại, như em sẽ tập trung một số cổ phiếu đầu cơ cao một chút, beta cao, nghĩa là cái mức độ biến động so với thị trường nó cao một chút để có thể là tối ưu hóa lợi nhuận đấy. Tuy nhiên thì lưu ý khi mà làm những điều như thế thì phải lưu ý tỷ trọng, biết là thị trường nó có phân phối rồi đúng không, có thể là nay nó không giảm, mai nó không giảm, kia nó không giảm, nhưng rồi đến một thời gian rất là ngắn nữa thôi có thể nó sẽ cắm một cây xuống, cái dấu hiệu cho ngày hôm nay nó đã có như thế rồi, mình phải gì ạ, mình phải nhìn nhận nó một cách đúng thực tế là thị trường có phân phối và đây là một tín hiệu xấu báo hiệu cho một cái điều nó có thể không được tốt trong khoảng 3 đến 4 phiên tới, cho nên cái tình trạng của mọi người để bắt đáy, để có nghĩa là đợi đánh đỉnh hai thì đánh với một cái tình trạng nhỏ thôi đúng không. Ok, cái video của em này em cũng làm ngắn ngắn một chút thôi để cho mọi người tiện tiện kịp thời cập nhật thị trường đấy, nếu mọi người thấy hay có thể like subscribe cho em để em có thêm nhiều cái động lực để phát triển cộng đồng và gì ạ, để phát triển những cái nội dung tốt hơn để cho mọi người có thể là tham khảo và bổ sung được những cái kiến thức nhằm phục vụ trong quá trình đầu tư. Ok, thì cảm ơn mọi người đã nghe hết video, mọi người nhớ like subscribe cho em nhé.